Vào đêm ngày hôm qua, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại đại lý bán xe máy nằm trên quốc lộ 13 thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vụ cháy đã thiêu rụi 110 xe gắn máy cùng khu vực nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông, thiệt hại ước tính cả chục tỷ đồng. Theo các nhân chứng, thì đại lý xe Honda Tân Long Vân bùng cháy dữ dội vào khoảng 20 giờ 30 phút đêm 25 tháng 4. Tuy có hai bảo vệ canh trực bên ngoài, nhưng do cửa hàng bị khóa chặt không ai có thể vào trong. Nên sau khi phát hiện cháy thì ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội và lan nhanh trên diện rộng. Ngay sau đó, lực lượng cứu hỏa Bình Dương đã điều 10 xe chữa cháy đến hiện trường, nhưng gặp nhiều khó khăn do khu vực tiếp nước cho xe chữa cháy ở xa. Phải hơn 2 tiếng sau, vụ cháy mới cơ bản được khống chế. Theo chủ đại lý xe máy thì vụ cháy có khả năng liên quan đến điện, bởi ngay trước đó có xảy ra mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến cả khu vực gặp sự cố về điện.